Xin chào quý vị khán giả và các bạn của chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi hỏi chuyện cậu đồng Bùi Quang Lưu ở đền Chúa Then của tỉnh Bắc Giang. Trước hết thì xin cảm ơn cậu đã nhận lời tham gia chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện. Và thưa quý vị, nói chuyện với một cậu đồng thì đương nhiên đề tài của chúng tôi là tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ ở Việt Nam. Nhưng mà chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện thì có một kết cấu đó. Là trước khi hỏi chuyện khách mời thì chúng tôi thường mời khách mời nghe chuông. Cho nên là bây giờ xin mời cậu Bùi Quang Lưu nghe vài tiếng chuông. Dạ, xin mời cậu. Xin chia sẻ với cậu đồng Bùi Quang Lưu là chúng tôi thì đã đánh chuông cho nhiều khách mời rồi. Và nhiều người thì nói rằng sau khi nghe chuông ấy, thì họ tĩnh lặng hơn để có thể chia sẻ những câu chuyện một cách thoải mái hơn. Thế còn với cậu Lưu thì không biết là nghe chuông cậu có cảm xúc gì không? Thưa anh, đấy là thưa các quý vị, thực ra như này, cái về cá nhân thì cái tiếng chuông ấy, vì từ bé là được theo bà, được đi đến những nơi thờ cúng, ví dụ như là nơi chùa, đình, đền, thì cái tiếng chuông này là nghe rất là quen thuộc, bởi vì tất tật những cái nơi tâm linh thờ cúng đấy đều có nghe thấy tiếng chuông này rồi. Thỉnh chuông để mời thánh về đúng không ạ? Đấy. Cái tiếng chuông thì Phật giáo hay đạo giáo hay bất cứ tôn giáo nào, người ta đều có những cái cách lý giải và biện giải riêng cho cái tôn giáo của người ta. Còn tiếng chuông của anh Phan Anh đây. Dạ, anh Phan Đăng ạ. Anh Phan Đăng đây. Anh Phan Đăng đây. Dạ. Cái tiếng chuông này ở một nơi tâm linh như này, đầu tiên nó phải rất có tâm linh. Dạ. Thì khởi nguồn cái tâm của anh nhất định đã từng có những cái cơ duyên rất đặc biệt với việc tâm linh. Cho nên cái việc khi vào bất cứ một câu trò chuyện gì, anh Phan Đăng cũng thỉnh mấy tiếng chuông. Thì theo cá nhân của cậu ấy, sau khi nghe những cái tiếng chuông này, nó sẽ làm cho con người ta ấy được thức tỉnh. Có những cái tiềm thức chúng ta có thể là vì một nguyên nhân nào đấy, vì một cái chấn động nào đấy sẽ để cho nó có thể bị quên đi một chút. Nhưng những cái tiếng chuông này nó sẽ làm cho nó thức tỉnh. Và cũng làm cho con người ta được gọi là thoải mái nhất, chỉ có hướng về thần Phật ở nơi linh thiêng và hướng về cái nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Chúng ta có nhân duyên được gặp nhau để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện để chúng ta cùng hiểu hơn, và muốn mọi người cùng được hiểu biết hơn về những cái quan niệm của những cá nhân, và đặc biệt như bản thân tôi là những người cũng đã được những cái cơ duyên đi theo việc tiên thánh. Gia đình thì cũng cha truyền con nối theo với việc tâm linh này, nhưng mà chiều ra nhiều những cái việc mình có thể là do sức người mình hoặc là cái trí tuệ của mình chỉ gọi là hiểu biết một phần nào đấy, chỉ dám chia sẻ mang tính chất là cá nhân để chúng ta cùng nhau hiểu thêm đấy, và mang cho một cái tính tâm linh hay mọi việc kia nó mang nhiều những cái khía cạnh nó được đa dạng hơn, để chúng ta cũng hiểu sâu sắc hơn về cái việc tâm linh này. Để tiếp cái ý của cậu Lưu thì tôi cũng xin nói ngay với quý vị khán giả là tôi và cậu Lưu
chia sẻ hoàn toàn trên tính chất cá nhân. Và chắc là cậu Lưu cũng đồng ý, chúng ta không áp đặt cho ai cả. Đúng, đúng. Chúng ta không lấy ý kiến của chúng ta làm khuôn mẫu cho ai. Đúng, đúng. Câu chuyện xin nhắc lại là hoàn toàn cá nhân. Nên cá nhân. Dạ. Cái tính cá nhân là nó sẽ phù hợp nhất. Dạ. Dạ. Và cậu vừa nói đến một cái chữ đó. Thức tỉnh. Dạ. Làm cho chúng tôi tò mò lắm. Cậu có thể chia sẻ một cái khoảnh khắc nào đó mang tính chất thức tỉnh trong cuộc đời của cậu được không? Kính thưa anh Phan Đăng, dạ, và các quý vị thì được ngồi đây, dạ, được nói chuyện cùng với anh. Và câu chuyện này là cá nhân tôi là chia sẻ rất thật. Dạ. Thực ra ấy, thì bản thân tôi từ lúc sinh ra rồi đến ngày bây giờ, thực ra thì cũng là người trần mắt thịt thôi. Dạ. Cũng sinh ra có bố, có mẹ, có gia đình và cũng được giáo dục, được nuôi dạy như tất tật mọi người bình thường trên xã hội này. Thì từ bé thì tôi cũng không có những cái gì mà nó khác biệt lắm. Không có những gì khác biệt lắm. Dạ. Vẫn như các trẻ con trong làng. Chơi đùa bình thường. Dạ. Chơi đùa, nhưng bản thân là có một cái là tính mình từ nhỏ ấy, thì rất thích trêu đùa các bạn để cho các bạn được vui cười. Dạ. Đó là cái bản chất tính mình như thế. Đấy. Nhưng đặc biệt tôi cũng xin chia sẻ một cái việc qua cái việc nó gọi là thức tỉnh. Thực ra thì lúc tôi được 10 tuổi thì tôi ở trên này là vùng miền quê Bắc Giang, huyện Lạng Giang, lại vùng miền núi. Ở đây có con sông Thương. Dạ. Rất là êm đềm. Ngày xưa gọi là Phủ Lạng Thương đấy. Phủ Lạng Thương là Lạng Sơn và Bắc Giang bây giờ đấy, đúng không ạ? Phủ Lạng Thương thì chỉ có huyện Hữu Lũng. À dạ. Cắt về đây. Dạ. Còn từ Ải Chi Lăng hất lên này, nó thuộc Châu Thoát Lãng rồi lại Châu Cổ Lũng từ thời Trần đấy. Thế còn cái phủ Lạng Thương ấy thì là huyện Hữu Lũng. Dạ. Trở về đây thôi, chứ không bao gồm hết tỉnh Lạng Sơn bây giờ. À dạ. Dạ. Thế còn là năm tôi 10 tuổi thì cũng như các bạn trong làng, chúng ta đi chăn trâu. À. Vì bản thân tính mình là rất thích đùa cợt các bạn ấy, thì mình đi xuống sông, mình tắm dưới sông. Và mình cũng rất hay đùa các bạn là tao bị chết đuối, là chúng mày nhảy xuống cứu, tức là rất nhiều lần như thế. Nhưng mình chỉ là giả vờ chết đuối. Đấy, giả vờ. Dạ. Tức là mình muốn cho các bạn ấy thì nhảy xuống đấy rồi chúng ta cùng vui cười lên thôi. Dạ. Trẻ trâu mà. Đấy. Thế nhưng mà cái lúc đấy nó khoảng tháng 5, tháng 6 của cái năm tôi được có 10 tuổi. Thì cái lúc đấy là cứ như mọi lần, vẫn đi chăn trâu rồi đến đầu giờ chiều mấy đứa đều nhảy xuống sông tắm như bình thường. Thế lúc đấy thì tôi mới bị chuột rút thật. Thì mình mới bảo là tao bị chết đuối, chúng mày xuống cứu tao mới. Thì nó lại tưởng giả vờ. Nó lại tưởng giả vờ vì mình giả vờ nhiều rồi. Giả vờ nó nhiều quá rồi. Dạ. Thế sau thì nó cũng không nhảy nữa. Và mình có nói rất nhiều, khản hết tiếng, chúng nó cũng chỉ đứng yên bà chúng nó cười thôi. Sau đó thì mình cảm nhận, đó là lúc nhỏ mình cảm nhận cái cảm giác đấy đến bây giờ không làm cho bản thân tôi quên được. Dạ. Vì nó liên quan giữa một cái việc sống và chết. Vì mình đã tự nhiên trong đầu mình nảy sinh em cái là chính vì mình bình thường hay nô đùa chúng nó quá, khi mình bị thật, đây chính bản thân mình đây, những cái phong cách sống hàng ngày của mình đây đang làm cho con người của mình dẫn đến cái sự tuyệt vọng, có thể dẫn đến cái chết. Sau đó thì mình cũng trong cái thần thức của mình chắc là này mình chết thật rồi. Sau đó thì cái lúc mà mình bị đuối xuống nước hay uống nước đấy thì mình không còn cảm nhận được nó nữa. Sau đó thì được mọi người vớt lên bờ. Và cái lúc đấy trẻ trâu ấy thì thực ra nó cũng không biết hô hấp nhân tạo theo một cái kiểu khoa học đâu. Thì nó cứ ấn vào ngực của mình thôi. Nhưng cái lúc đấy khi mình tỉnh rồi ấy, thì mắt là một, mũi, mồm và hai lỗ tai.
đều dì máu hết. Ồ. Và một cái thằng trẻ trâu ở làng này, thằng bạn rất thân, dạ, nó mới chạy về nhà, gọi bà cụ, mới gọi bố mẹ, nhưng lúc đấy bố mẹ đấy đi làm, có độc bà cụ ở nhà. Thì gọi bà cụ ra là bảo là bà ơi, bà hôm nay đi trẻ đi 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 chăn trâu, thằng Lưu bị chết đuối rồi, bây giờ bà đi ra lấy xác nó về. Tức là thấy tất tật các cái bộ phận của mình đều có dỉ máu rồi, dạ. Thế bà cụ mới khóc khóc mới chạy ra cách đây khoảng tầm 700-800 mét. Thì ra thì bà cụ khóc rất lớn. Nhưng mà trong lúc cái tiếng khóc của bà cụ ấy thì lại làm cho thần thức của mình tỉnh dậy. Và tự nhiên mình tỉnh dậy. Và mình cũng trong cái lúc cũng bị ngơ ngác cái này, không nhìn ra ai cả, và chỉ nhìn được duy nhất gương mặt bà cụ. Và đối với gia đình thì bà ngoại là một người, thì từ bé bản thân tôi được theo bà cụ, là bà cụ đã có việc thờ cúng và bà cụ làm việc tâm linh. Từ lúc tôi 6 tháng tuổi, cái không bú mẹ nữa và không ngủ với bố mẹ và ngủ với bà, cho đến năm tôi 18 tuổi. Còn năm đấy tôi mới 10 tuổi, nhưng mà bình thường ấy thì bà với cháu rất là tình cảm, và bà là người trực tiếp chăm sóc mình từ giấc ăn đến ngủ. Và đặc biệt cái tâm linh của tôi được đến ngày bây giờ và có sức ảnh hưởng này là ảnh hưởng của bà cụ vô cùng nhiều. Thứ nhất là một người bà, thứ hai như người bố mẹ mình, thứ ba nữa rất quan trọng trong tâm linh như một người thầy của mình. Đấy, lúc nào bà cụ cũng nói rất nhiều những cái câu chuyện về tâm linh, mà phần lớn là chủ yếu vấn đề là cái sự mầu nhiệm của tiên thánh và đại thể con người ta nên sống có tâm và thờ cúng tiên thánh, và nói về việc căn số rất là nhiều. Thế thì cái khoảnh khắc mà cậu như là cái thần thức của cậu thức tỉnh ấy, đấy, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của bà. Tất tật các, dạ, bạn bên quanh không nhìn thấy nữa, không nhìn, dạ, thấy ai cả, chỉ nhìn được duy nhất bà cụ. Dạ. Và cái hình ảnh đấy nó là khắc sâu vào cái tiềm thức của mình. Này, xin chia sẻ với anh Phan Đăng với mọi người như này. Tức là trước cái năm 10 tuổi đấy, là bản thân tôi vẫn như các trẻ con bình thường, chưa có gì tâm linh nhá. Yeah. Mà câu chuyện của bà kể, nhưng mà mình chỉ biết nghe, là theo một cái kiểu đó là người cháu vâng lời bà. Yeah. Cháu nghe, nhưng thực ra tôi không hiểu. Không hiểu cũng không biết về cái vấn đề đấy, cũng chỉ biết là bà mình thờ cúng như thế, thì bà mình kể câu chuyện đấy chỉ hướng con cháu mình là theo những cái sự thiện tâm, sống có tâm có đức đấy, thiện tâm và việc nên thờ cúng tiên thánh và tổ tiên ông bà. Cái đấy là một cái giáo dục, nhưng thực ra trong tiềm thức của tôi không có gì liên quan đến tâm linh, vì mình chưa biết, dùng từ gọi là chưa ngộ được. Nhưng sau cái việc đấy, sau cái sự kiện đấy xảy ra, gọi là chết đuối hụt đấy. Chết đuối hụt, dạ. Sự kiện đấy xảy ra thì tôi về được một năm sau, thì tôi có gặp một cụ thầy, dạ. Cụ thầy năm đấy tôi 11 tuổi, mà từ nhỏ sinh ra thì người cũng rất là gầy gò, không được béo tốt như bây giờ. Thế nhưng mà đến năm 11 tuổi thì, dạ, tôi có nhân duyên gặp một cụ thầy. Mà cụ thầy là sinh năm 1930. Đấy. Cụ thầy là họ Vi nhá. Cụ thầy là người gốc Trung Quốc. Vào cái năm gọi là năm chống tàu, là chiến tranh biên giới, dạ, 79 ấy, thì cụ có đi sang bên Việt Nam này. Dạ. Và cụ cũng có hành đạo đấy, ở trên Voi Xô Suối Ngang này. Dạ. Đó là đền thờ cô Voi Xô, có đúng không? Đấy, dạ, trên đấy, dạ, có đền cô Voi Xô và cô, dạ, Suối Ngang. Nó, dạ, là một trong những đền thờ về cửa rừng, các vị chúa cô cửa rừng lớn nhất của cái tín ngưỡng các chư vị tiên thánh Sơn Lâm xứ Lạng. Dạ. Đấy. Thì cái năm 11 tuổi thì có gặp cụ thầy. Thì lúc đấy thứ nhất thì bản thân tôi cũng không biết chữ Hán, cũng không hiểu gì về tâm linh, thì cũng là những người trẻ đi chăn trâu thôi. Thì ông cụ có cơ duyên gì đấy, ông cụ trong 5-7 tháng đấy thì ông cụ rất là quý tôi, rất quý. Sau đó thì nó cũng phải kéo dài đến rất nhiều tháng, đến lúc đến gần Tết rồi, thì ông cụ có đưa cho một cái quyển sách tỏ bàn tay này,
cái quyển sách đấy thì ghi toàn bộ chữ Hán và có rất nhiều hình. À. Có cả hình người, hình bấm tay và hình của những cái đạo phủ trong cái quyển sách đấy, nó chỉ rất nhỏ thôi. Ông cụ mới đưa cho tôi và ông cụ bảo là cháu cầm cái quyển sách này về, cháu chỉ dở các cái trang này ra cháu xem nó như nào. Thì tôi chỉ bảo vâng ạ. Thì ông cụ đưa cho và ông cụ bảo là đến mai đi chăn trâu thì lại giả cho ông. Thì tôi cũng làm y như thế. Nhưng đặc biệt trong thần thức của tôi, cái lúc đấy là mình dở những cái trang sách ấy ra, nó đã in hết ở trong cái não bộ của mình rồi. Tức là những cái vùng bị nằm im bao nhiêu lâu đó thì bây giờ đấy, nó thức dậy. Nó chưa thức. À, chưa thức. Kể tiếp. À. Lần đầu tiên dở quyển sách như thế ra thì mình dở đến trang nào gần như trong đầu mình sẽ nhớ hết được. À. Sau đó đến ngày hôm sau thôi. Thứ nhất là mình không hiểu hình thù nó là gì, mình cũng không hiểu ngôn ngữ chữ viết nó là gì, nhưng nó nhớ hết trong đầu. Nhớ hết trong đầu. Thế sau đến sau hôm sau thì giả cụ quyển sách đấy, thì cụ có hỏi là thế cháu về cháu dở quyển sách này ra thì cháu thấy gì ở trong đấy. Bảo cháu thấy rất nhiều chữ nho này giống kiểu trong phim Tây Du Ký ấy. Mới thấy rất nhiều những cái hình thù như này, nhưng cháu thưa ông là cháu nhớ được hết. Mà ông cụ lúc đấy rất ngạc nhiên ạ. Thì ông cụ mới có một cái quyển sách, một cái quyển vở và ô ly. Ông cụ bảo là thì bây giờ viết thử đi. Ông cháu thử viết ra. Đúng và rồi. Cháu sẽ vẽ lại một cái hình ảnh ở trên đấy bất kỳ. Để cho ông xem nào, để ông xem cháu nói có đúng không. Nhưng bản thân tôi từ nhỏ đến bây giờ cũng không biết nói dối. Thực ra không biết nói dối. Rất thích nói đùa với mọi người nhưng không nói dối. Thì khi viết ra được, vẽ ra được như thế thì ông cụ rất ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên. Ông cụ rất ngạc nhiên, sau đó thì là ông cụ mới nghĩ là hay là bản thân tôi có một cái cơ duyên gì đấy. Nhưng mà ông cụ là thuần về đạo giáo nhá, không có liên quan đến thờ cúng thánh mẫu tứ phủ gì của mình cả. Và ông cụ khi về trên Voi Xô Suối Ngang để hành đạo này, ông cụ phần lớn ấy là chỉ xem ngày bấm độn tử vi và các cái việc liên quan đến các ông thầy, chứ ông cụ không biết về cái tín ngưỡng thờ mẫu tam tứ phủ hay cúng bái như này, vì nó là đạo giáo của Trung Quốc đấy. Và ông cụ cũng có biết một số liên quan đến chữa bệnh nữa đấy, đông y nữa và thuốc nam. Thì lúc đấy ông cụ thấy rất ngạc nhiên. Ông cụ mới bảo cháu nên đi học chữ Hán đi. Đấy, thì bảo ông ơi, ông bây giờ con còn con đi học quốc ngữ bình thường này, văn hóa bình thường này, con chữ Hán này con thấy nó rất là khó, con không học được. Ông bảo cháu cứ đi học đi. Thì sau đó thì tôi cũng có cơ duyên được tìm các thầy để học thêm cái việc liên quan đến chữ Hán. Nhưng mà cũng được các chư vị tiên thánh, rồi âm phúc tổ tiên cũng khai minh khai sáng cho, thì cũng học rất nhanh, rất nhanh. Và cũng là những người biết được chữ, còn cái nghĩa thì nó vô cùng lớn. Chúng ta còn phải học cả đời. Thế sau đó thì ông cụ có truyền đạo cho rất nhiều. Nhưng truyền đến tận năm 13 tuổi, tức là năm 11, 12, 13, tức là trong vòng 3 năm. Nhưng thực ra những cái lúc đấy, tất tật những cái đấy, ông cụ, tôi học rất thuộc. Cụ nói gì cũng nhớ, rất thuộc. Nhưng khẳng định, nó không phục vụ gì cho mình cả. Và mình không có mong đợi đó là mình biết cái đấy để mình sau đi hành nghề để làm việc thánh, không có. Tư tưởng không có. Và chỉ thấy hiếu kỳ. Và quan trọng nhất ý, là mình luôn kính trọng các cụ. Các cụ nói thế thì mình nghe theo các cụ, để chịu khó ngồi để nghe các cụ nói cho thôi. Đó là sự tôn trọng các cụ đó, chứ không phải là mục đích liên quan đến tâm linh. Nhưng có một cái sự kiện đặc biệt. Năm 14 tuổi chính thức tôi nổi đồng. Nổi đồng tức là trình đồng ở phủ ạ? Không, chính thức nổi đồng tức là như này. Tự nhiên con người có những cái khả năng tâm linh. À, dạ.
chính mà chúng ta bây giờ trần gian cái hay gọi là biết xem đấy. Đấy, gọi là, ở trên này gọi là nổi đồng. Thì lúc đấy mình, gia đình mình cũng đã có truyền thống thờ cúng rồi, bà mình cũng đã làm rồi. Thì lúc đấy bà cụ rất động viên, nếu mà được ăn lộc thánh thì cứ cứ nhất tâm. Nghĩa là theo thánh rồi giúp được ai, cảm nhận được ai thì chia sẻ giúp cho người ta. Vì gia đình mình có truyền thống rồi, cũng là nề nếp trong vấn đề tâm linh. Dạ. Thì cái năm 14 tuổi đấy, khi đã nổi đồng đấy rồi. Và đến năm 15 tuổi thì bà cụ cho ra trình đồng ở Phủ Dày, Phủ Tiên Hương Phủ Dày. Tất tật những cái 3 năm mình học đấy, nó không phục vụ gì cho mình liên quan đến việc đồng bóng của mình cả. Nhưng đặc biệt, coi như nó chỉ lưu lại ở trong cái tiềm thức của mình thôi. Nhưng năm mà tôi được 22 tuổi, tức là cách đây là 13 năm, tôi tự nhiên trong một cái ảo ảnh nào đấy, tôi có ngủ một giấc mơ. Sau đó có một ông tiên thì ông ấy viết vào tay cho tôi 3 chữ, cũng không nói là chữ gì, ông cũng không nói là gì cả. Sau đó thì tôi tỉnh giấc mơ và lúc đấy rất sợ. Tức là cậu chỉ nhớ là có 3 chữ. Chỉ 3 chữ nhưng mình không biết nội dung nó là cái gì. Không, trong giấc mơ. Dạ. Cái vị tiên ra đấy cũng không nói gì. Và trong giấc mơ thì mình nhìn rõ được 3 chữ đấy. Nhưng khi mình tỉnh lại mình không nhớ nó là chữ gì. Nhưng mà cảm giác sợ hãi thôi. Nhưng mà rất sợ. Ồ. Trong cái cảm giác đấy như kiểu người ta giao cho mình một cái sứ mệnh nào đấy. Mình có một cái sứ mệnh gì đấy của cuộc đời này nó liên quan đến tâm linh. Và cái vị đấy như một cái vị thầy, người ta muốn mình tiếp bước người ta để hành đạo, cứu dân độ thế. Thì sau đó thì đến năm 22 tuổi đấy, thì bắt đầu tôi mới tự nhiên sau cái giấc mơ đấy, cái làm cho tôi thức tỉnh tất tật những cái mà ông cụ đã từng nói, từng dạy cho mình. À, từ ngày xưa, lúc 11 tuổi. Đấy. Từ 10 năm trước rồi. Tức là từ 10 năm trước. Dạ. Nhưng lập tức nó quay lại. Nhưng vì cái giấc mơ đấy, vì 3 cái chữ viết vào tay mình, thì tự nhiên không ai bảo mình cả. Mà mình thức tỉnh ra, tự nhiên mình mới nghĩ đến tâm linh và nghĩ đến những cái câu chuyện và những cái việc ông cụ truyền đạo cho mình, dạy cho mình như thế. Thì đến lúc đấy, mình mới thấy rất thấm, quyết định đi gặp cụ lại lần nữa. Sau 10 năm. Thì gặp cụ lại lần nữa ấy, thì cụ chỉ cười thôi. Và không nói cho mình thêm bất cứ gì. Và chỉ nói như thế là đủ. Và bản thân con đủ duyên, con khắc tự ngộ ra. Và con sẽ có một cái đường đi trong cái đường đạo vô cùng lớn này của cái vũ trụ này, thì con sẽ có một cái tư duy riêng, cái sự hiểu biết riêng, cái sự ngộ của con trong việc đạo riêng. Một lối đi của mình. Của mình. Dạ. Thì lúc đấy tôi mới nghĩ đến một vị. Đó là tại quê hương mình, tại địa phương mình đã từng được nghe các cụ nói về một nhân vật nữ thần ở đây, là người dân tộc Nùng ở đây rất lâu đời. Nhưng cái làng này nó có biến cố lịch sử. Làng này thì theo những thông tin của các cụ ở đây và truyền miệng ấy, thì làng này thành lập khoảng được độ 800 năm rồi. Thì cái vị thần được thờ tại làng này chính là ông Nùng Chí Cao. Ồ, Nùng Chí Cao. Và Thanh Hoàng, Nùng Chí Cao. Và lúc đấy bản thân tôi mới nghĩ đến một cái nhân vật, đó là một vị người Nùng ở đây, đã từng làm thầy, làm then ở đây.
Lúc đấy bản thân tôi bằng những cái lời nói, sự chia sẻ của ông cụ cho mình, và sau cái giấc mơ đấy của mình, và sau bản thân đấy tự nhiên mình trong đầu mình nghĩ đến một cái vị này ở tại quê hương bản xứ của mình. Mình hay có sứ mệnh gì đấy? Mình bật ra điều đó. Đấy, và mình có sứ mệnh gì đấy? Mọi thứ nó hội tụ và... Nhưng lại đặt ngay câu hỏi là mình đang không biết gì và không biết nên đi từ đâu. Thì sau đó gặp cậu Vũ. À, dạ. Đấy, gặp cậu Vũ là đúng năm 22 tuổi. Cậu Vũ tức là người cùng làng. Cậu Vũ là người ở dưới Yên Dũng, Bắc Giang. À, cùng tỉnh. Cùng tỉnh. Dạ. Cậu đấy cũng có đồng bóng trước bản thân tôi cũng rất nhiều năm rồi. Dạ. Cũng đi nước ngoài, sau đó thì có một cái cơ duyên gặp dạ. cậu Vũ đấy. Thì bản thân tôi cũng có chia sẻ ra. Dạ. Cái công việc như thế thì là ở trên này là từ đời các cụ, kể cả bà cụ luôn, vẫn tôn, tuy nhiên thờ tứ phủ, nhưng bà cụ vẫn có một cái miếu thờ riêng một bà chúa, gọi là chúa bàn cảnh. Dạ. Và nói rõ là bà chúa này nguyên xưa là nhân thần, là một vị có thật, và ngài rất có công lao và rất được lòng dân. Thì ở trên địa phương này phải có độ 3-4 nơi thờ bà, là đều thờ, và trong đó có dạ. gia đình dòng họ đến bây giờ vẫn thờ cúng, và đời nào cũng có con cháu đi theo nghề then và làm theo đến bây giờ, mấy trăm năm nay đều thế. Còn cái nơi đền này là nơi ngày xưa thánh ở đây, bà chúa ở đây sinh ra lớn lên và hành đạo ở đây. À. Còn cái phần con cháu bây giờ đã chuyển vào cách đây được khoảng 2 cây số rồi, nhưng ở đây vẫn còn dòng, gọi là dòng trưởng tộc của cái dòng họ Vương sinh ra chúa ở đây, nhà ở sát đây luôn. À. Hiện tại vẫn còn, và người ta không làm then, người ta làm nghề thúc nam. Còn cái dòng mà chuyển vào đây 2 cây làm then. Thì lúc đấy bản thân tôi nghĩ là mình có một cái sứ mệnh gì đây, hay mình làm một cái gì đây, tại sao các bà chúa Đông Quương, bà chúa Thác Bà, các bà chúa đấy ở các nơi đấy nổi đều tiếng thế, thờ tụng và... nhiều người biết đến thế, tại sao một vị ở đây, cái với cả cái thiên hạ này thì mình chưa biết đến, nhưng đối với người địa phương mình, đối với dân làng mình, đối với gia đình mình ở trên cái đất có thánh như thế, cũng chắc chắn được ngài bảo hộ. Nhưng mình có thể làm được gì đây cho ngài? Đặt câu hỏi như thế, và nên bước chân đi từ đâu? Bắt đầu cái điểm khởi nguồn của nó từ đâu? Thì có nói chuyện với cậu Vũ, thì cậu Vũ cũng bảo nếu như thế thì nên xin bà cụ cho xây lại đền, và nên rước ngài từ miếu đi vào trong đền để thờ ngài, và để cho ngài là chính tử của cái ngôi đền này. Ở đây thì phải cắt lời cậu Lưu một chút để quý vị khán giả vâng. và đặc biệt là những người ngoại đạo đó dễ hiểu hơn. Vâng. Tức là bà ngoại của cậu Lưu ngày xưa ở khu vực này đúng. thờ là thờ tứ phủ. Đúng. Nhưng mà có một cái miếu nhỏ để thờ luôn. Bà chúa then. Bà chúa then. Nhưng mà cậu Lưu sau rất nhiều những cái cơ duyên đúng, đúng. mà trong đầu bung ra một cái ý nghĩ đó. Đúng. Là bây giờ tại sao mình lại không tôn bà lên? Đúng. Để mà thờ bà là vị gọi là thánh chủ đúng. của cái ngôi đền của mình. Thì cậu xin bà ngoại đúng. là xây lại đền đúng. Vẫn thờ tứ phủ đúng. Vẫn thờ tứ phủ đúng. Nhưng thờ chính là bà là thèn. Bà chúa thèn đó. Đúng, chính cái xác. Câu chuyện hiểu như vậy nó đơn giản đúng không ạ? Đúng, chính đã. Xác là như thế đã. Bởi vì cái việc đầu tiên thì là bà cụ nói là thờ tứ phủ đã. Đấy. Còn bên cạnh đền tứ phủ này từ trước đã có một cái miếu thờ bà chúa rồi đã. Nhưng không có tượng pháp và có gì, chỉ có lô nhang à. Sau đó bà cụ đồng ý cho xây dựng lại và rước ngài vào chính từ để thờ dạ. đằng sau thờ chúa then và đằng trước thờ tứ phủ như cái ngôi đền cũ dạ. mọi người lên biết, còn bây giờ đã được xây dựng lại rồi. Trong bắt đầu khi phát tâm xây dựng dạ. thì có vô cùng nhiều những cái rất vi diệu. Nếu theo tâm linh ấy thì ngài có thể ngài nói là theo là ngài báo cho mình như thế dạ. mình có cơ duyên được ngài về chỉ bảo cho mình như thế, và nó cứ thuận duyên đến ngày bây giờ. Nhưng cái thức tỉnh nhất đối với tâm linh thì theo cá nhân tôi nó phải đáp ứng 2 vấn đề. Thứ nhất là duyên, và thứ hai nữa là chính con người đấy phải phát tâm, cái tâm đấy là tâm thiện á, từ đầu tiên á.
chứ lại lại thánh lại Chúa đây có anh Phan Đăng. Ngay từ lúc thiết lập lên linh từ ở đây, dạ, và đưa hình tượng Bà Chúa Then và chính từ, lúc đấy đồng bóng Việt Nam mình còn chưa biết đến Bà Chúa Then là ai. Đúng rồi, đúng rồi. Và có vô vàn nhiều những cái gọi là những cái người ta gọi là dùng từ nó gọi là đồng bóng mà. Người ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái dị nghị. Dị nghị. Dạ, bàn tán đánh giá. Cũng có rất nhiều người có thể chính người ta cũng không hiểu gì. Dạ. Về Bà Chúa Then đâu, nhưng vì yêu thương mình. Dạ. Người ta luôn đồng hành với mình. À. Có những người người ta chưa biết đến mình và đồng thời cũng chưa biết đến cái nhân vật Bà Chúa Then đấy và cái ngôi đền thờ và tích của ngài như nào, thì nó ra cái dị nghị vô cùng lớn, vô cùng lớn. Nhưng mà bằng cái niềm tin đối với Thiên Thánh, bằng cái sự thực tâm của mình đối với cái vị nhân thần, nữ thần có công lao nhất trên cái địa phương mình và đặc biệt là người dân tộc Tây Nùng trên này, thì mình cố gắng vượt qua tất cả, không có ý kiến phản biện, mặc ai muốn hiểu thế nào cũng được. Ai nói cứ nói. Cứ nói. Mình làm vẫn làm. Vẫn cứ làm bình thường. Ngôn ngữ của đạo gọi là nhất tâm tuyệt đối đấy. Đúng, nhất tâm tuyệt đối. Mặc bất lý do gì người ta không hiểu. Bản thân tôi chưa giải thích với ai. Dạ. Đến ngày bây giờ luôn. Dạ. Sau khi hoàn thiện ngôi đền này được 2 năm, đã thờ Chúa Then người Nùng ở đây rồi. Đã khánh tán lạc thành rồi. Nhưng được cái một sự ưu ái vô cùng lớn của Thánh, đó là được nhân dân địa phương ủng hộ vô cùng từ ngày bắt đầu xây dựng. Cái đấy là một cái cho tâm mình cực kỳ hoan hỉ. Dạ. Và mình thấy nó vượt vững vàng hơn. Gia đình mình này, dân làng mình gần mình nhất này, là những người luôn đồng hành, luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào mình. Đấy là điều quan trọng. Cái quan trọng vượt được qua đến ngày được đến bây giờ là chắc chắn hai cái điểm tựa đấy là làm cho mình được vững vàng nhất. Như vậy mới thấy rằng là để có được một ngôi đền khang trang thờ Bà Then như ngày hôm nay đó, thì cá nhân cậu Lưu cùng những cộng sự của mình cũng trải qua nhiều sóng gió lắm. Đúng. Tuy nhiên ý, ở đây thì chúng tôi cũng muốn ngắt lời cậu một chút, để cũng phải giải thích với những quý vị khán giả mà không thường xuyên theo dõi lĩnh vực tâm linh. Dạ, dạ. Thưa quý vị, cậu Lưu thì có nói rằng là thờ Tứ Phủ và thờ Bà Then, thì có thể nhiều quý vị cũng đang thắc mắc. Vâng. Thế thì chúng tôi cũng xin giải thích rất là đơn giản thôi. Vâng. Thờ Tứ Phủ tức là thờ bà Liễu Hạnh là thần đúng, chủ. Đúng ạ. Và trong đó có 4 phủ. Vâng. Tôi hiểu đơn giản là Thiên Phủ là trời. Vâng. Thủy Phủ là nước. Địa Phủ là đất. Và Phủ Sơn Lâm Thượng Ngàn gọi là Phủ Nhạc Sơn, Phủ. Thừa Nhạc Phủ. Thế còn thờ bà Then tức vâng. là một bà chúa bản cảnh ở cái khu vực này. Vâng. Chứ bà không nằm trong hàng Tứ Phủ. Tức là đây là hai cái dòng thờ rất khác nhau. Đúng. Thế thì cậu có thể nói thêm một chút để cho những người ngoại đạo đó, vâng. người ta hiểu là thế tại sao bà Then, một bà bản cảnh, lại không nằm trong Tứ Phủ, khác Tứ Phủ như thế nào, được không được. Ạ? Được ạ. Dạ. Chính vì cái tính đặc thù như anh Phan Đăng vừa chia sẻ với dạ. Mọi người ấy, thì tôi cũng xin đưa ra những cái thực thể có thật. Dạ. Vì những cái đường đi lối bước của mình về việc đạo, việc đời đến được ngày bây giờ. Dạ. Đây là chúng ta đang ngồi hoài niệm lại. Dạ, kể lại. Kể lại dạ. cho mọi người nghe. Tức là mình là nhân vật đây. Người sống đây. Người trong cuộc và đây. Và là người trong cuộc đây. Dạ. Được chứng kiến nó. Mình dạ. đang kể lại. Xin chia sẻ với mọi người. Để mọi người cùng đồng cảm dạ. với mình. Và thấy cái cuộc đời của những người có căn số, có những cái sứ mệnh đặc biệt liên quan đến Thiên Thánh dạ. để làm tốt đời đẹp đạo. Với cái việc để cứu dân độ thế thì cũng phải trải nghiệm qua rất nhiều những cái sóng gió, những cái biến cố. Dạ. Thì ngay đầu tiên cái năm khi tôi 22 tuổi, tức là cách đây 13 năm ấy, thì bà cụ đồng ý cho xây lại. Thứ nhất lúc đấy là điều kiện khả năng này thì mình chưa có, cho nên mình đã xây ngôi đền đằng sau là thờ Chúa Then và đằng trước thờ Mẫu và thờ Các Quan, tức là thờ Tứ Phủ. Cả Trần Triều Sơn Trang. Dạ. Sau này vì cái tính đặc thù thì khi mình được hiểu thêm thì Tứ Phủ đã có Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, dạ. ngài là thần chủ rồi, và có các hội đồng tiên thánh trực thuộc vào, là một tín ngưỡng thuần Việt.
của người Việt mình. Nó đã đi sâu vào những tiềm thức bao đời thế hệ. Thì vị Chúa Thế Anh là vị bản cảnh này, là một vị thần có lâu đời. Nhưng đến cái cơ duyên này, Ngài mới muốn gọi là hoàng dương ra. Ngài mới muốn tỏ rõ cái thần uy của mình để cho mọi người được biết đến cái quyền phép của Ngài. Mình là một cái sứ mệnh và một người con của Ngài, được Ngài giao cho một cái trách nhiệm, đó là làm hoàng dương cho cái tín ngưỡng dòng thờ then của Ngài. Thì cách đây 6 năm tôi cũng phát nguyện với chư vị tiên thánh là tôi xin tách hai ngôi đền trên quần thể ngôi đền này là một ngôi đền. Thì chúng ta đang ngồi đây có tên là Thụy Ứng Điện. Ngôi điện này là thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thần chủ, và có pho tượng đồng của Ngài đằng sau. Và phối thờ tất tật các vị của tiên thánh tứ phủ, và có phối thờ Nam Thiên Tứ Bất Tử, các vị thánh của Nam Việt. Còn ngôi đền dưới là ngôi đền chính từ thờ Chúa Then. Và cung đệ nhị, đệ tam, đệ tứ ở đền dưới, tòa đền dưới rộng hơn 1.000 m², thì đều thờ liên quan đến các vị chúa Sơn Lâm Sơn Trang, các vị quan lớn Sơn Lâm Sơn Trang, và những vị đấy liên quan đến cả rừng núi. Thờ theo lối Thanh Sơn Nhất Phái. Chúa Then là chúa bản cảnh theo cái quan niệm của tứ phủ, nhưng Ngài là thuộc về hệ thống các nữ thần trong các vị chúa Sơn Lâm Sơn Trang, Tam Thập Lục Động và Thanh Sơn Nhất Phái. Mà cái câu chuyện từ đầu tôi cũng chia sẻ với anh ấy, đó là đây là tam phủ đấy. Khi có Sơn Trang chúng ta mới thành tứ phủ, thì Ngài thuộc về Sơn Lâm núi rừng nhạc phủ. Và cái tín ngưỡng của Ngài là tín ngưỡng của người dân tộc Tày Nùng Thái, mà vừa rồi cũng được UNESCO vinh danh. Nó một tín ngưỡng, một dòng tín ngưỡng riêng. Vị Chúa Then là đại diện cho cái dòng tín ngưỡng đấy, là một nhân vật, nhân thần có thật, đã từng gọi là hành đạo, làm then ở khu vực này, ở tại địa phương này luôn. Và Ngài, sau khi Ngài mất đi, Ngài đã hiển hóa thành những bậc thần tiên thường bảo hộ cho nhân dân. Ở đây thì chúng tôi rất tò mò một điểm là cậu Lưu là người vừa thờ tứ phủ, vừa thờ bà Chúa Then. Thế thì cậu có một cái kỷ niệm nào về về việc là những cái gặp gỡ với bà Then trong tiềm thức? À đấy. Cậu có đấy, những cái đấy, chia đấy, sẻ đấy, những đấy. Cái kỷ niệm nào được không? Chính cái tiềm thức đấy thì tôi mới nói là sau đó tất tật những cái sau khi tôi một cái giấc mơ đấy. Và tôi đã nghĩ đến bà Chúa tại địa phương này, và khi đó là Ngài đã chưa được phối thờ được hoành tráng như thế này, mà chỉ là một cái miếu nhỏ thôi, vẫn phụng sự ở địa phương này thôi. Thì sau đó ấy, cái tình thức của tôi mới tự nhiên nhớ lại là những cái lời dạy của ông cụ đấy. Thì tất tật ông cụ đấy là một cái giáo phái liên quan đến các vị rừng núi, mà liên quan đến thầy Mo. Là tiền đề của những bà Then. Mo thì như ở tứ phủ mình là các ông thầy cúng ạ. Then là những bà đồng. Đấy, thì các ông đấy, những cái sự truyền đạo của cụ, những cái kinh nghiệm của cụ, những cái tất tật những cái câu chuyện của cụ liên quan đến tâm linh, và những cái nguồn đạo của cụ khi kể cho mình, thì khi mình phát tâm đến bà Chúa Then đấy, thì tất tật những cái đấy nó đều là những cái tiền đề quan trọng của những người khi vào cái tín ngưỡng Mo Then Tà Bụt này bắt buộc phải có. Thì mình là khi mình đang đặt câu hỏi là mình không biết mình bắt đầu từ đâu để đi, thì tự nhiên cái tiềm thức đấy cho mình bừng tỉnh lên. Mình đã có rồi, đã được nghe rồi, đã từng nhắc đến rồi. Bây giờ cái đấy nó là những cái kiến thức đấy, mình lấy những cái đấy ra để phục vụ cái sự phát tâm của mình, để xây dựng lên một ngôi đền, một cái dòng tín ngưỡng và trước đây chưa từng có trong việc tục thờ tam tứ phủ của người Việt. Và không có hình thức đưa bà Chúa Then vào hầu với các vị chầu chúa Sơn Trang. Đúng rồi. Như bây giờ tôi là người phát tâm
xây dựng lên đền của Ngài và phát tâm ra đưa cái tín ngưỡng và cái giá hầu Đức Chúa Bà vào với các chầu Chúa Thuần và Sơn Lâm. Vào trong cái nghi lễ lên đồng của Tam Tứ. Đấy, lên đồng. Dạ. Và có cái làn điệu hát then trong đấy. Dạ. Giống kiểu như hầu cô đôi Cam Đường có làn điệu hát quan họ vào đấy. Ừ. Hay ví dụ như ông Hoàng Mười có thể dạ. ví dặm vào đấy. Dạ. Tức là những cái đấy mang tính chất địa phương, vùng miền. Nhưng nó có đặc thù rất quan trọng. Nó là một tín ngưỡng lâu đời. Nó đang vẫn còn phát triển trong cộng đồng Tày Nùng Thái, các cộng đồng dân tộc ở miền thượng. Dạ. Và người ta có niềm tin vào cái dòng tín ngưỡng này, niềm tin về các bà chúa then này, các vị chúa dân tộc này, những vị đấy bảo hộ được cho người ta. Và khi đưa các vị bà chúa then vào trong cái việc hầu đồng, lần đầu tiên là trên này hầu và con nhang đệ tử trên này hầu hắn. Cho nên cái ngay câu chuyện đầu tiên ý, khi mình muốn nói câu chuyện này thì cũng đã nói rõ với anh Phan Đăng và mọi người, đó là ta chia sẻ bằng tính chất cá nhân, không áp đặt cho bất cứ ai. Dạ. Hình tượng đầu tiên cũng thế, khi lên đồng hầu bà chúa then và tất tật thì chỉ trong bản thân tôi, những người con nhang đệ tử của tôi khi lên đây hầu ngài, không áp đặt cho bất cứ một ai thanh đồng đạo quan nào phải hầu ngài hay phải thờ ngài. Tuyệt đối không áp đặt. Đây là niềm tin của tôi đến vị thần linh đấy. Dạ. Tín ngưỡng mà. Tín ngưỡng là niềm tin của mình đến các bậc thần linh, những cái bậc gọi là bề trên, Phật Thánh, Thần Tiên. Ở đây xét về mặt nguyên lý đó, việc mà cậu Lưu hầu đồng bà then cùng với các chúa bà của tứ phủ đó thì cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như là bây giờ người ta cũng hầu Đức Thánh Chân. Vâng, với cả các cái giá của tứ phủ. Mà trong lịch sử, trong nguyên lý thì chúng ta biết rằng là dòng thờ nhà Trần vốn dĩ cũng là một dòng thờ riêng. Dạ, đúng ạ. Thế cho nên là thật ra đây cũng là một sự phát triển bình thường của tín ngưỡng. Dạ. Tín ngưỡng nó có sự phái sinh, tín ngưỡng nó có sự phát sinh, tín ngưỡng nó có sự dung nạp. Dạ. Miễn là nó phục vụ niềm tin của một nhóm người nào đó. Đúng. Và nhóm người đó đúng. Theo được, tin vào điều đó, thế là được. Đúng. Thế còn chúng ta tuyệt đối không áp đặt. Đúng. Và chúng ta không lấy cái của chúng ta là chuẩn. Đúng. Chúng ta ý thức cái điều này phải rất rõ ràng. Đúng ạ. Bởi vì không thì sẽ tạo ra những cái tranh luận không đáng có. Đúng, đúng, đúng. Có nên cái đầu tiên ấy, nên là khi bắt đầu nói là phục vụ ở ngôi đền này mình hãng. Dạ. Và mọi con nhang đệ tử của mình hãng. Dạ. Nhưng mà khoảng tầm độ 4-5 năm nay. Dạ. Cái việc hầu bà chúa then. Dạ. Thờ bà chúa then thì cũng được rất nhiều người mến mộ ngài và để thờ cúng ngài lan tỏa. Dạ. Ít nhất đối với danh nghĩa tôi là đồng đền ở ngôi đền chúa than trên Bắc Giang này cũng phải xin chia sẻ thật, trong khoảng tầm 6 năm nay thì ở trên này ít nhất đã cho 80 ngôi đền điện tư gia hoặc những nơi thờ cúng xin chân nhang ở đây phải thờ khoảng 80 ngôi đền. Dạ. Thì ít nhất cũng phải có 80 cái ngôi đền thủ nhang đã có thờ tứ phủ và thờ bà chúa then. Dạ. Còn có thể người ta tự lập lên thờ. Dạ. tự hầu thì mình cũng không biết được nhưng dạ. Phải thú thực đó là ơn thánh vạn phần, ơn chúa bà vạn phần, là phải tín ngưỡng này. Cái tín ngưỡng này, dạ. cái việc này, thờ cúng này, nó đã phục vụ được những cái nhu cầu tất yếu. Vì cái tín ngưỡng này sinh ra nó là tín ngưỡng nội sinh mà. Dạ. Nó là sự cung cầu. Ừ. Mình đến ngôi đền để xin bình an, xin lộc tài, xin công danh. Đó là một sự cung cầu mà. Tiên thánh ngài có khả năng, có những quyền năng, có phép ngài ban cho. Yeah. Nó có phải sinh ra cái tín ngưỡng này, nó sinh ra đầu tiên nó là nội sinh để phục vụ ngay cái nhu cầu, cái mong đợi của người đang còn sống nha. Yeah. Đầu tiên làm cho con người ta được thoải mái hẳn khi đến tâm với tâm linh. Nhưng nhất định các vị tiên thánh và đặc biệt là chúa then phải linh hiển ban cho người ta được toại nguyện, toại lòng, người ta mới đến. Dạ.
cái đến lễ của Ngài là một phần lắm. Mới người ta đã phát tâm xin Ngài chân nhang Ngài về thờ, tức là người ta đang tôn kính Ngài như bố mẹ người ta. Dạ. Và cũng phải nhấn đi nhấn lại là theo quan điểm của cậu. Vâng. Ở đây thì cũng phải nói một điều như thế này. Trong suốt cái câu chuyện mà chúng ta nói từ đầu đó, cậu Lưu nói rất nhiều đến khái niệm như là thần thức. Vâng. Như là một cái gì đấy nó có gặp gỡ rất là kỳ lạ. Từ câu chuyện là cậu chết đuối này, đến câu chuyện mà cậu được gặp một vị đạo sĩ gốc Tàu này, rồi đến cái câu chuyện giấc mơ của cậu năm 22 tuổi. Thế thì nếu như quý vị coi đấy là những câu chuyện tâm linh cũng được. Nhưng mà nếu như quý vị coi đấy là những câu chuyện có thể giải thích thì tôi nghĩ rằng cũng có thể giải thích được. Ví dụ như là theo quan điểm của Phật giáo, trong rất nhiều những các cái thức, 8 cái thức của con người có một cái thức là Anatta thức. Đúng không ạ? Đúng. Tức là khi mà chúng ta chết đi thì cái Anatta đó, cái thức đó, nó tách khỏi cái cơ thể vật lý của chúng ta và nó sẽ nhập vào cơ thể của chúng ta ở kiếp sau. Và cái Anatta đó đó, nó mang rất nhiều những cái đặc điểm của ta ở kiếp trước. Cho nên có những người ở kiếp này đó, trong một cái khoảnh khắc nào đó, nó tự nhiên lại thức ngộ một điều gì đó. Đấy, thì đấy, có đấy. Thể nó là sự kết nối từ những kiếp trước. Thì chúng ta hoàn toàn có thể giải thích được theo cái quan điểm là các thức của Phật giáo. Đúng. Thế còn nếu như theo quan điểm vô thức của phân tâm học Simon Freud, đó, tức là một nhà phân tâm học người Áo đó, thì có rất nhiều thứ nó trôi ở vô thức của ta. Nó trôi vào tiềm thức của chúng ta và ta không ý thức được nó. Nhưng mà sau một sự cố nào đó, một tác động nào đó thì tự nhiên tất cả những cái trong vô thức đó, trong tiềm thức đó, nó sống dậy và ta hiểu về nó rõ hơn. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại là nếu như quý vị coi đây là câu chuyện tâm linh thì đấy là quyền của quý vị. Mà quý vị coi đấy là câu chuyện có thể giải thích được, đấy cũng là quyền của quý vị. Còn điều ấy mà chúng tôi muốn hỏi tiếp cậu Liều đây là thế này. Hóa ra để có thể thực hành một tín ngưỡng, nói gì thì nói, người ta cũng là những con người được chọn lựa. Đúng. Được chọn lựa theo cách nào đó thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Nhưng cậu có thấy không? Bây giờ thì hình như là nhiều người cũng nghĩ là mình có căn quá. Cho nên là số lượng mà những người theo các cái tín ngưỡng, ví dụ như tam phủ, tứ phủ và đặc biệt là tứ phủ bây giờ đó, là rất lớn. Và nó xảy ra một cái tình trạng mà các nhà nghiên cứu đó, họ nói rằng là bây giờ hình như người ta đua nhau để tham gia cái nghi lễ này, đua nhau để trình đồng mở phủ. Thì không biết là một cái người thực hành tín ngưỡng lâu năm, cậu có lời khuyên gì cho những người như vậy? Thực ra thưa anh Phát Đăng, dạ, và tất tật các quý vị, cái này thì tôi cũng xin chia sẻ mức độ cá nhân, dạ, là mình là một người đang thực hành, dạ, đang bảo tồn và là một người đang là đồng đèn thủ nhang của một ngôi đền thờ Chúa Then trên Bắc Giang. Dạ. Tuy nhiên cái tuổi đạo hay tuổi đời, dạ, thì cũng còn cũng không phải là một người trẻ quá, dạ, cũng chưa đến một cái người gọi là đã đủ thật nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc này, dạ, nhưng cũng đủ, dạ, cũng đủ để chia sẻ được cho những cái thế hệ, dạ, gọi đấy là các em, các em mình thôi, dạ, những bạn 9x 2000 đấy, dạ, các em mình thôi, dạ, chứ không dám, dạ, dùng sự chia sẻ này cho những thế hệ đi trước, dạ, chỉ dành chia sẻ cho những thế hệ các em mình, những người ít tuổi hơn mình, những người nhập đạo sau mình, dạ, và những người đang có ý định nhập đạo để cân nhắc cái việc nên hay không nên, và nên thì nên như nào mới đúng. Cái điều này là rất quan trọng đấy, bởi vì nhiều người đang lăn tăn lắm. Xin dạ, chia sẻ với mọi người. Việc thứ nhất ấy, thì các cụ nói là việc căn số. Con người ta có căn số. Để giải nghĩa ra cái căn ấy, căn có nghĩa là gốc mà. Căn nó là gốc. Căn cơ, căn bản, căn mệnh. Căn là gốc. Dạ. Thế còn cái số đấy, đó là gì? Số hệ thiên đình. Tức là cái con người đấy sinh ra đã được các vị trên thiên đình này chấm rồi. Thế các cụ mới dùng từ là căn số. Là cái bản thân con người đấy khi sinh ra đã có số hệ người dương thế mà. Nhưng mà số hệ thiên đình
đã được các chư tiên liệt thánh, các ngài ghi chép vào sổ rồi. Người đấy khi sinh ra trên cõi đời này, bất cứ vào gia đình dòng họ nào, cuộc đời người ta đi theo những nghề nghiệp nào, đã là người Việt Nam mình, đang sinh sống kể cả ngoại quốc, nhưng là dòng máu Việt Nam, đều là những người nằm trong cái việc có thể có căn số. Đúng rồi. Có thể thôi. Nhưng cái sự có căn số này nó đặc biệt. Ví dụ đây là việc tam tứ phủ này, theo cảm quan tâm linh của tôi và nhận định cá nhân, thì chưa thể gọi là đạo được. Tín ngưỡng thôi. Chỉ là tín ngưỡng thôi. Dạ. Đạo thì con người ta khi muốn nhập cái đạo đấy, người ta phải tìm hiểu rất là sâu sắc. Phải ít nhất phải có những ông thầy hướng đạo cho người ta. Người ta ngộ đạo được và người ta thấy cái đường đi đấy là cực kỳ tốt đẹp. Để người ta lựa chọn, gửi gắm tinh thần và gửi gắm cả cái con người ta vào cái niềm tin và cái đạo đấy. Nhưng cái thực thể của cái tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ này có nhiều cái khó. Đạo Tam Tứ Phủ này và cái hình thức này, hình thức người có căn số ấy, các cụ ngày xưa dùng từ đúng nhất, gọi là bất đồng. Không cho phép con người ta được lựa chọn đường đi của người ta nhé. Đạo này không cho phép được quyền lựa chọn đâu nhé. Đạo bắt là phải đi, còn không bắt thì thôi. Dạ. Đạo này là đạo bất đồng. Bắt đồng chấm lính. Tiên thánh ngày dạ. Bắt mà. Dạ. Cho nên cái dùng từ ở nơi khác thì không biết, nhưng các cụ nhà tôi trên này, các cụ ngày xưa nói là bây giờ thì gọi là lễ trình đồng vào phủ. Dạ. Nhưng các cụ ngày tôi ngày xưa gọi là lễ đầu hàng tứ phủ. À, hoặc là quy hàng tứ phủ. Không, các cụ nói luôn là đầu hàng tứ phủ. Nói thẳng rõ là đầu hàng. Đầu hàng. Ồ. Cái lễ này hôm nay là cháu đấy là có căn có số. Các ngài bắt đồng, ngày hôm nay là cháu nhất tâm sửa lễ ra đầu hàng tứ phủ. Thế biểu hiện nào thì biết đấy, đấy là người bị bắt? Dạ, được bắt. Cái tín ngưỡng này và những người có căn số thực sự là những người được số hệ thiên đình ngài đã định số rồi, là những con người đấy không được quyền lựa chọn đường đi cho mình, và lựa chọn năm nào tháng nào mình phải ra, không có quyền lựa chọn đấy. Và hình thức đây là hình thức bắt đầu, tức là bắt cái con người đấy đến ngày ấy tháng ấy, đến ngày phải đấy, ra mở phủ nhân duyên đấy phải ra đầu hàng làm tôi con tứ phụ. Dạ. Thì sẽ có hai vấn đề xảy ra dành cho những người như thế. Việc thứ nhất, các bạn ấy đã được tiên thánh ngài bắt đồng bạn ấy, làm cho con người của bạn ấy bất yên, hoặc có thể rất vất vả về nhân duyên, hoặc rất giả công danh, hoặc là ốm đau bệnh tật, hoặc con người ta không thể còn tỉnh táo nữa. Tôi chưa dám dùng đến câu gọi là điên dại, không tỉnh táo nữa. Não bộ người ta không chỉ huy được cái hành động của người ta nữa, sẽ làm cho một con người ta bất an, bất bình thường. Đấy là cái đầu tiên. Cái đầu tiên. Dạ. Cái thứ hai là gì ạ? Cái đấy thì phải ra trình đồng ở phủ bằng cái là những người đồng anh lính trị, là những người đã ra đồng rồi, nhìn thấy những người có trường hợp như thế, khuyên ra nên ra trình đồng ở phủ. Và cái thứ hai đó là gì? Ta phải cần đến tâm linh. Ví dụ ta đi xem các ông thầy bà đồng đấy nói mình có căn số, chưa đến lúc mình bị bắt, nhưng người ta sẽ cảnh báo trước cho mình: bạn là có căn số đấy, cuộc đời bạn phải theo thánh đấy. Tức là cái trường hợp bắt kia, tức là người ta chưa có sự chuẩn bị. Dạ. Bắt đột ngột như thế, làm điên loạn lên như thế là phải ra trình đồng mà phủ ngay. Dạ. Tức là không được lựa chọn này mà cũng không có sự chuẩn bị gì. Cái thứ hai kia là cái đi, mình vẫn đang là người bình thường, nhưng đi bằng những khả năng tâm linh của những ông thầy bà đồng, có thể đưa ra là bạn có căn số đấy, bạn
nên ra trình đồng mở phủ, nên ở ngôi đền này, nên tìm ông thầy như này, nên như này. Tức là sẽ cho chúng ta biết được chức thông tin này và chúng ta có thời gian để chuẩn bị nó. Thế nhưng cái đáng nhất trong việc chúng ta nên hay không nên này thì tôi muốn chia sẻ như này. Tôi đây cũng là một người thầy bói đây. Tôi cũng là thầy bói đây, thật sự. Nhưng vấn đề nó để xác định con người đấy có căn số thật hay không, có nên ra hay không, ra có đúng không, thì nó hoàn toàn là do tâm linh của ông thầy hướng đạo cho mình đấy. Tâm người ta có sáng không, có tất tật vì đạo hay không, hay đặt những cái tư lợi hoặc những lợi ích cá nhân lên cái việc đấy, đưa tất tật những người đã không có căn số vào đấy để hình thức làm những cái đàn lễ hoặc mở phủ trình đồng cho người ta với những cái mục đích mang tính chất tư lợi một chút, thì sẽ làm cho cái việc tín ngưỡng này nó bị biến dạng đi. Nó vào những cái làm cho những người khác khi thấy thế người ta mất niềm tin. Đó là những người đang có trách nhiệm như chúng tôi đây, đưa ra những thông tin tư vấn. Xem bói cũng có thể gọi là tư vấn đó mà. Dạ. Ông thầy có quyền được nói, gia chủ có quyền nghe, và có quyền nghe để tiếp thu hoặc nghe nó như một câu chuyện tham khảo. Tham khảo chứ. Chứ không đừng có áp đặt đó là ông thầy nói mình phải nghe. Mình là người có học thức, mình có quyền được nghe, mình có quyền được cân nhắc. Thấy nó phù hợp. Rất đúng. Thấy nó phù hợp thì ta tiến theo. Nhưng có rất nhiều những bạn là như này. Các thầy nói ra như thế rồi, nhưng chính vì cái cá nhân các bạn đấy chưa xác định nó là nên hay không nên, nhưng các bạn đấy lại đặt ngay cái mục đích. Căn số này không phải đó là số hệ thiên đình ngày sắp xếp, mà những người được căn số tức là được ân điển của thánh rồi. À đấy, mình cũng làm con. Cái chị kia, chị từ ngày ra mở phủ trình đồng đấy, chị làm con thánh để ngài bắt đấy. Giàu có quá. Cho nên đây mình nghe một ông thầy kia nói mình chưa có sự cân nhắc. À đây đúng đúng đúng, mình cũng là con đây. Cho nên thôi mình lập tức phải đi nhờ thầy mở phủ cho mình ngay. Để giàu giống chị. Để giàu như anh chị đấy. Vậy thì đôi khi người ta nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ giàu có này, mình sẽ được cái gì đấy, nhiều hơn là nghĩ đến chuyện số mệnh. Cái quan trọng nhất, dạ, cái tín ngưỡng này là cái người đấy là được, tôi đã nói từ đầu ấy, dạ, là số hệ thiên đình ngày, dạ, chấm. Bất luận người đấy là ai, làm ở lĩnh vực gì, giàu có hay đói nghèo, thì đấy là thiên chức, thiên tước rời ban cho người ta, và chính bản thân người ta là người tu tập. Dạ. Anh muốn có công ăn việc làm, anh phải học. Không phải tiên thánh ngày tự nhiên bê anh là một người không có học lên một cái vị trí không có. Căn số khác với hoàn toàn sự thành đạt. Căn số là dành cho tất tật những người địa vị trên xã hội này, bất luận người ta là ai. Thuộc dòng máu người Việt Nam mình là bị bắt đầu. Nhưng người ta bắt đấy là người ta ra đồng là thuận số, ra để cho yên ngôi chính vị, dùng từ là yên ngôi chính vị, để cho người ta vững vàng hơn về tâm linh, để người ta thực hiện những cái mong đợi của người ta, khát vọng người ta về cái cuộc đời sống này. Và chính vì những người có cái trí thức đấy thì người ta mới biết phát huy những cái khả năng của việc trần của người ta. Đúng rồi. Để tạ ơn cái vị tiên thánh các ngài đấy thì cậu mới dùng từ là tốt đời đẹp lắm. Thế ngài bắt đồng vào những người, người ta có trí thức đấy thì người ta sẽ làm cho nguồn đạo được phát huy hơn, nhiều người biết đến hơn. Nhưng tiên thánh ngài vẫn bắt đồng những người đi cày, những người đi làm công nhân cơ mà, bắt đồng hết nếu người đấy có căn số. Nhưng có thể có những người, bây giờ các bạn, các cái lớp trẻ, ví dụ như đấy, tôi sẽ chia sẻ với các em và những người đang có những cái mong đợi của phân mình, vân dạ. Ê, mong đợi của mình muốn phát tâm ra việc thánh nhưng không biết nên hay không nên, thì tôi chia sẻ luôn đó là gì. Ngay từ đầu tiên ấy, vấn đề đó là việc tâm linh riêng và sự thành đạt riêng. Sự thành đạt đó là sự tu tập của riêng bản thân người đấy, và tâm linh này là dành cho tất tật những người, những cái gọi là những người được chọn lựa đấy. Ở trên cái xã hội này người ta làm bất cứ nghề nghiệp gì, đẳng cấp xã hội, dùng từ là đẳng cấp xã hội.
Thế cho nên ngày xưa các cụ, thời các cụ ngày xưa, các cụ đã nói là đồng gọi là đồng sang bóng lịch sự. Đồng sang bóng lịch sự tức là gì? Người có căn số nhưng bản thân gia đình người ta và điều kiện người ta có, người ta có thể sắm những cái lễ tố linh thú hảo để cúng thánh và hầu hạ được, nó gọi là được hoành tráng hơn, được cái nó gọi là được tố linh tố hảo hơn, thì người ta gọi đó là những đồng sang bóng lịch sự. Đồng sang bóng lịch sự này với những người đồng mà người cũng có căn số như thế, nhưng người ta làm nông dân hay làm người rất bình thường, người ta chỉ tu được những cái lễ rất tâm thành để hầu hạ hoặc lễ bái ngài, thì giữa cái đồng sang bóng lịch sự này với cái đồng đấy như nhau hết. Nhưng cái sự hành lễ là do điều kiện khả năng, chứ không thể định là à, ui cậu kia đồng sang quá, cái sự đồng sang này là người ta tu tốt, mà cái người nhà quê kia người ta tu không tốt cho nên người ta bị khổ như thế. Không hoàn toàn. Tôi khẳng định với cá nhân tôi là không hoàn toàn. Có thể những đời các cụ căn số thật sự, dạ, tu cực kỳ nhất tâm với thánh, nhất nhất với thánh, gọi là vì thánh, nhưng cuộc đời các cụ đấy rất vất vả. Chứ không phải chính vì chúng ta cứ nhìn vào cái sự vất vả đấy mà bảo các cụ tu không đúng, chắc các cụ bị trách lệch. Không phải. Cái người kia tự nhiên giàu có lên, có, đúng thật là có phép nhiệm màu của tiên thánh. Thật sự, tôi là người trong đạo, thật sự là như thế. Nhưng hoàn toàn cái việc đấy nó còn sự kết hợp của nhiều vấn đề, khả năng người ta, tâm đức người ta, nỗ lực của người ta, dạ, âm phúc tổ tiên người ta, dạ, do những mối quan hệ đặc biệt người ta, dạ, thì người ta mới được như thế, lại cộng hưởng được, người ta lại biết lo việc thánh, dạ, nó như một món lẩu ấy, nó ngon rồi nó sẽ được ngon thêm, dạ. Cái người căn số kia không phân định đó là giàu nghèo hay sang trọng hay là đồng bóng nhà quê bình thường, nhưng các cụ nhất tâm lắm. Tôi đã được chứng kiến và nghe những câu chuyện. Có một cụ đồng ở Bắc Giang này, xưa đây là bà cụ có chồng và có con đàng hoàng, nhưng mà chồng con không tin cho bà cụ đi lễ, và đưa ra một cái vấn đề đó là chọn một là ở với chồng con, hai là bỏ chồng con để đi lễ. Bà cụ chọn cách bỏ chồng con để đi lễ, và bà cụ đến phủ dày quỳ trước ban thánh mẫu, và cụ đã quỳ xuống nói như này: con lạy mẫu, con là người có căn có số, con nhất tâm ra làm tôi con thánh mẫu, con đây là gái đã lìa chồng, tức là dám hy sinh cả cái đời tư của người ta để nhất một lòng theo việc thánh, để đáp ứng đúng chú là căn số, số hệ thiên đình bắt đầu người ta đây, người ta nhất tâm duy trì việc này. Còn cái đầu tiên của những người, các lớp trẻ và những các bạn này nói vào cái là thấy người ta ra đồng giàu có và mình quên mất tìm đến những ông thầy bà đồng có uy tín, có học thức nha, có uy tín, có học thức, đủ đức, đủ đạo để hướng đường cho mình. Mình được quyền cân nhắc nó, khi đủ duyên mình nhập đạo. Như vậy là cậu Lưu đã nói đến hai cái ý rất quan trọng và rất ý nghĩa đấy với những bạn trẻ mà bây giờ đang lăn tăn suy nghĩ. Ý thứ nhất là không phải là vào mở phủ trình đồng để giàu có. Đúng ạ. Tuyệt đối không có cái chuyện đó. Chắc chắn. Đấy, cậu đã nói cái ý đó. Và ý thứ hai là ngay cả khi đi mà nghe ai đó nói, hoặc là bạn, hoặc là bè, hoặc là thầy, đúng, thì cũng phải có cái phân tích duy lý, đúng, suy nghĩ của mình. Đúng, đúng. Chứ không phải là nghe mà nhất nhất tin theo. Đúng, đúng, đúng. Phải nói đấy là hai điều rất là ý nghĩa. Dạ. Cái việc tâm linh, dạ, rất giống với đời sống bình thường ấy thôi, dạ, ta phải trải nghiệm, dạ, chứ ta không nên vồ vập nó, dạ, không phải vì ông thầy bà đồng đến nói mình có căn là mình là chẳng phải có căn thành được đâu. Cũng có những ông thầy thật sự, dạ, là chia sẻ thật sự, dạ, nhưng có những ông thầy tôi đã nói từ đầu ấy, tôi, dạ, nói từ đầu đó là người ta sẽ đặt những cái tư lợi của người ta lên mà không tỉnh táo là nghe theo là chết đấy, dạ. Cái đấy thì nó chỉ là một phần nào đấy thôi. Dạ. Nhưng cái lời khuyên cuối cùng, dạ, đối với là cái trách nhiệm, dạ, dùng từ này là dùng từ chia sẻ cái trách nhiệm, dạ, của một người đi trước, dạ, một người có sứ mệnh là, dạ, trụ trì của một ngôi đền, thì khuyên các bạn
trong những việc các bạn chuẩn bị ra đồng và muốn tư vấn việc ra đồng thì nên đi tìm những nơi uy tín. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5 nơi à? Để xin xem xét, tham tư khảo. Vấn, dạ. Tham khảo, chia sẻ những kinh nghiệm về việc trần nắng. Dạ. Và những cái kinh nghiệm về cảm quan tâm linh. Dạ. Cho mình cân nhắc. Dạ. Trước khi quyết định. Khi bản thân, dạ, mình muốn quyết định nên hay không nên. Dạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ, dạ, ý nghĩa của cậu, dạ, đồng, dạ, lưu ngày, dạ, hôm nay. Dạ. Và hy vọng là một dịp nào đó thì, dạ, lại có thể mời lại cậu trên Phan Đăng Hỏi Chuyện, dạ, dạ, để chúng ta chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị hơn, dạ, về tín ngưỡng. Dạ, dạ, vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ, 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 dạ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Phan Đăng Hỏi Chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại là những ý kiến của cậu đồng lưu hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không áp đặt và không lấy làm chuẩn cho bất cứ ai cả. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.